Thành phố Biên Hòa, đại biểu lực lượng vũ trang quân khu 7,
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương, viếng anh linh các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Chủ trì buổi lễ trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Nghi thức đánh trống thỉnh chuông bắt đầu.
Kính thưa anh linh các anh hùng liệt sĩ, kính thưa toàn thể các đồng chí đại biểu, trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, với tinh thần yêu nước nồng nàn, đoàn kết một lòng, không quản ngại gian khổ hy sinh, kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Trong các cuộc đấu tranh đó, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng giả thân cho tổ quốc, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường của đất nước. Máu đào của các anh hùng liệt sĩ đổ xuống đã tô thắm lá cờ vinh quang của tổ quốc, cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do. Trong thời khắc thiêng liêng này, với niềm tự hào, niềm tin son sắt về đài quang vinh Bác Hồ vĩ đại, chúng ta nguyện học tập, chiến đấu và công tác xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, luôn đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa, không ngừng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bản chất tốt đẹp, truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống miền Đông gian lao mà anh dũng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ, ban tổ chức đề nghị toàn thể các đồng chí đại biểu dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thủ trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh, lãnh đạo công an tỉnh, hội cựu chiến binh tỉnh, lãnh đạo thành phố Biên Hòa lên tượng đài dâng hương, và kính mời toàn thể đại biểu dâng hương dâng hoa trên các phần mộ của các anh hùng liệt sĩ. Xin trân trọng kính mời các đồng chí.
Whip up my appetite. Don't leave me in.